tự nhiên vậy đó. Cái này nó lòi ra sao, cô đứng là nó lòi ra sao vậy nè, bởi cô đi tó nè, không có tó đi đâu được. Dạ. Ủa, cô bị tình trạng gì là lâu lâu chưa cô? Dạ. Như vậy là hồi năm 2005 tới giờ, còn mới nhức đau thì năm 2000. Mỗi lần cô đi đứng là cô phải dùng cái tó này. Tó, cô đứng vậy cô chỏi, cô kéo cột hay gì vậy đó, cô nắm cô kéo lên cô mới đứng được. Dạ. Hình như là cái tay này hơi yếu không không con? Con thấy cái tay này như là yếu yếu hơn tay bên yếu này mà không muốn tay biến à, bị gì hổng nó không yếu nó dở không lên đó. Xin chào cô bác chị đã trở lại với kênh Tâm Lời Vlog. Thì được sự giới thiệu của một bạn tên là Quỳnh, thì hôm nay mình với bạn Trường sẽ đến xã Đốc Bình Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp để mà tìm hiểu về hoàn cảnh của cô chú. Thì cô chú này cũng lớn tuổi rồi mà cô thì bị tật ở chân nên hàng ngày là chú phải đẩy cô cho một chiếc xe tự chế đi ra chợ Đốc Bình Kiều để mà bán rau cải. Thì trong thời gian này thì chú ngã bệnh rồi và cũng vừa mới xuất viện luôn, nên là cô phải ở nhà nè, chăm sóc lo cho chú nên là không có đi làm gì để mà kiếm ra tiền nữa. Thì hoàn cảnh đã khó khăn thì lại càng thêm khó khăn nữa, nên hôm nay mình và bạn Trường sẽ đến nhà để tìm hiểu về hoàn cảnh của cô chú và giúp đỡ cho cô chú nhé. Thì bây giờ xin mời cô bác chị sẽ đồng hành theo chân mình với bạn Trường tìm đến nhà của cô chú nhé. Hồi hỏi thăm và tìm đường thì hai anh em mình đã tới được ấp 3 xã Đốc Bình Kiều. Thì đối diện bên kia đó chính là chợ Đốc Bình Kiều. Thì nhà của cô Bảy ở đây đi lại khoảng 100m là. Và bây giờ mình sẽ đi đến đó mà tìm hiểu hoàn cảnh nhà cô nha mọi người. Dạ con chào cô ha. Dạ. Cô là cô Bảy đúng không ạ? À, cô Bảy. Dạ, tại vì có một bạn chỉ con hoàn cảnh nhà cô chú á. Ủa, chú mới xuất viện về hả con? Mới xuất viện về. Rồi thôi. Dạ. Đẩy xe này qua đây. Cảm ba vậy kìa, đi to nữa, có 30 chạy buôn bán mang chị bệnh cho bà ổng. Ủa, vậy là cô là hàng xóm hay sao con? Cô là em. À, em ruột của cô Bảy đấy hả? Nãy giờ về bà không tê, giờ cẳng tính là bà tai biến nữa rồi đó mới chạy qua đây nè. Tay chân dở lên không được, nó dò tê ngồi xuống dở lên không được. Dạ. Giờ đi không được chị Trang con ơi. Dạ cho con hỏi thăm cô chú năm nay bao nhiêu tuổi à? Ông nay 59 tuổi. À chú 59 rồi, cô bao nhiêu con? Cô 65 tuổi. À cô 65 ha. Ừ. Dạ. Ủa chú nói chuyện được không con? Ông nói hồi đó 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 vậy, ông nói khó nói lắm. À, ông nằm bệnh viện dạ. Nay mười mấy ngày mới về. Hôm bữa chú bị sao mà nhập viện vậy con? Ông tuột huyết áp rồi tuột đường rồi ông muốn tai biến nữa. Tai biến nữa. Ừ. Rồi ẩm không cái đâu đi đứng gì. Ẩm lên kêu xe cứu đây là ẩm không cái đâu có đi được đâu. Là con nghe nói là chú nằm ở bệnh viện Tháp 10 đúng không con? Nằm bệnh viện Tháp 10. Là chú về hôm nào vậy? Về ngày hôm kia. Ngày hôm kia là mới về đây luôn, mới xuất mới viện về, luôn. Mới xuất viện vậy. Dạ. Hằng ngày thì cô đâu có làm gì nặng được, cô đi qua mua bán bên chợ á. Bán bậy gì đó người chợ Đốc Bình Kiều. À, bán chợ Đốc Bình Kiều. Dạ. Thì mua rau cải rồi bán bậy nó cháu ơi, đừng kiếm tiền chứ giờ hai chồng bệnh trơn ai đâu mà. Dạ. Trong vòng dạ. Nằm viện 3 lần rồi đó. Vậy cô chú được mấy người con? Có đứa. Dạ, là người con đó lớn chưa chú? À, con đó nó ở ngoài Vũng Tàu nó cũng lớn rồi, nó bốn mấy tuổi mà nó dạ. Có gia đình riêng rồi nó ở ngoài. À, là con trai hay con gái? Trai. Cũng như có gia đình ở riêng rồi. Có gia đình ở riêng. Không có ở chung với cô chú nữa. Dạ. Cô chú chỉ ở thui thủi chỉ có một mình chồng. Ha. Ừ. Dạ. Vậy là hồi đó giờ là cô với chú là bán đi bán rau ha. Dạ, rau bầu bí gì. Ủa cô, cái chợ Đốc Bình Kiều đây là cách bên một con sông rồi sao cô đi qua bển cô bán được? Cô có chiếc xuồng của nhỏ em cho mượn. Cô có chiếc xuồng bơi qua bơi xuồng bơi qua à, rồi tới bờ đó rồi cột đó rồi bò leo lên lên thềm cầu rồi bò không à chứ bãi đi không được bị gì nói quá đi té không thường dám. thường là cô
cô chú là cùng đi bán luôn hay sao? Không, nó mình ổng chứ... ở nhà, ổng bệnh ở nhà nhà không, mà ổng ngơ ngơ ngáo không biết gì trơn chơi. Cái lúc này biết, cái lúc không biết gì trơn mà nói tụi bay ba không. Nhưng mà mình nói chuyện như chú bây giờ chắc cũng bình thường. À, bây giờ hả, ổng bớt mệt thì ổng nói chuyện cũng được được. Dạ. Dạ. Dạ, con gọi chú là chú Bảy phải không con? À, cô Dượng đi, cô Dượng đi. Dạ, thì chú Bảy cũng được. Dạ, Dượng khỏe không Dượng? Dạ, thôi chú Dượng, Dượng nói chuyện không không nổi ha. Ừ, nói chuyện không nổi thì hơi đỡ 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 là như... Vậy là trong cái thời gian mà chú bệnh như vậy là cô không cũng không có đi bán được luôn? Đâu đi bán được, con mình một người cô đi nuôi ổng. Dạ. Nuôi ổng ở trển người chừng nào xuất viện về cô mới mới bán. Đây nè, cái giò cô nè, lồi vậy nè. Ủa cô, cái chân cô bị tật gì là... Không có tật, này... Bị... này đau khớp nè mà ghét nó vậy nè. Ủa là tự nó công bị... cái này nó công chiều ra sao, cái này nó công vậy nè, hả đi là nó công vậy nè. Đâu đâu cô đứng vậy không coi nữa coi. Đó, ủa cô mà tự nhiên nó bị gì đó hả? Ừ, tự nhiên vậy đó, cái này nó lồi ra sao, cô đứng là nó lồi ra sao vậy nè, bởi cô đi tó nè, không có tó đi đâu được. Dạ. Ủa, cô bị tình trạng như vậy là lâu chưa cô? Dạ. Như vậy là hồi năm 2005 tới giờ, còn mới nhức đau thì năm 2000. Là 2005, tới giờ là gần 15 năm rồi. Nhưng mà... Hồi tình... đau mới nhất thì hồi 2000, năm 2000. Dạ. Bắt đầu tới 2005 nó mới vậy nè. Nó mới cong, nó mới lồi cái gì. Dạ, mỗi lần cô đi đứng là cô phải dùng cái tó này. Tó, cô đứng vậy, cô chỏi, cô kéo cột hay gì vậy đó. Cô nắm, cô kéo lên, cô mới đứng được. Dạ. Ừ. Còn như ngồi cao về thì đứng được, mà ngồi thấp dưới là đứng không được. Thì cái tình trạng gì mình có đi điều trị gì không cô? Đi tiền bạc đâu, đi bác sĩ kêu mổ. Mấy giờ tiền đâu mổ, mổ cặp cái nóc lại á. Mấy giờ tiền đâu có. Tự nhiên cái bị cái hai cái khớp này nó bị chẹo vậy luôn ha. À, nó chẹo vậy đó, giờ đi nó cong vòng vậy đó, mà đi thì yếu dữ lắm nha. Chỗ nào dễ đi mới đi, còn chỗ nào khó khó là không dám bước. Ủa như vậy tình trạng gì sao sao cô đi xuống xuồng được? Xuồng để mình bò. Đi. Bò xuống cầu không? Bò đêm nào đi qua bên chợ đó bển ha. À. Đây cầu này nè, giờ bò cầu nào vô qua bển cột cũng bò không. Dạ. Bò lên tới bờ mới đứng được, lên tới cái làng ta xi măng vậy nè, mới đứng vậy đi được. Chú bệnh nay lâu chưa con? Bệnh cũng lâu rồi. Nay cũng mấy tháng rồi. Mấy tháng. Dạ. Ở chút mấy tháng nay là cô có đi bán ngày nào không? Có đi bán nhiều, bữa nay không về giờ không về ngày đó, ngày hôm kia đó là hôm qua lấy đồ đi bán rồi đó. Dạ. Đang bán bển người nhỏ em này nó điện về nè. Dạ. Vậy nó ốm nè, về rồi nó ốm hai cái giò luôn. Đúng rồi, bị teo. Ừ, teo. Mơ mốt là còn teo nữa đó. À, nó teo nữa vậy đi không được luôn, nãy giờ nó gung, nó muốn tay biến hay gì đâu, nó gung tê ngồi tới nó gung, nó mới ngồi nói nhỏ em đó, mới nói nó trời ơi tao giờ muốn chắc tay biến, chắc tao chết quá. Vậy là cô bán, ví dụ cô bán về một ngày thu nhập khoảng bao nhiêu cô? Trời, cô bán đâu có nhiều chứ ơi, cô bán vậy kiếm từng thuốc từng men hàng ngày thôi chứ nhà về 20-30, 40-50 kia chứ đâu có nữa. Dạ, cái mặt hàng của mình chỉ là rau củ hả? Rau rồi bầu bí vậy đó. Bầu bí là mình lấy của trong lấy vườn. Trong vườn đem ra rồi xe nó đem, nó bỏ anh sạp, đó cho mình rồi mình chất ra. À, cô có cái sạp bên có cái sạp bên chợ ha. À, có cái sạp. Dạ. Chứ đâu vậy, đâu có sách nổi đâu. Tính rồi con cô có hay về thăm cô không? Nó cũng bệnh con rồi, một năm nó mới viện lần, bị con nó bệnh hai năm nay, nằm ở trên bệnh viện Nhi Đồng 2 á. Dạ. Nó nằm ở trên túi suốt luôn, nó không có gì à. Rồi nó mới bớt, nó mới về nay chừng nửa tháng nay. Nằm hoài nó đâu có gì, một năm nó mới viện lần. Rồi dù trường hợp như vậy, cô nuôi chú như vậy, rồi không có đi bán thường, rồi cái nguồn thu nhập ở đâu để mà mình xây sở hàng ngày con? Thì cô bác tôi thấy gì người ta cho. À, cũng như bà con nói sớm ha. Ừ. Người ta cho người chút ha. Ừ, người ta cho như hổm ông bệnh nè, người ta cũng cho chứ phải đâu có tiền đó. Dạ. Mà chú có bảo hiểm không con? Có, chú có bảo hiểm. Dạ, có bảo hiểm cũng đỡ. Ừ. Từ tháng này được lên 3 lần bệnh viện rồi đó. Xỉu cũng chết hoài, quỷ người chở đi. Người đâu có tiền đâu, người dạ. Chị em cô bác bên chợ người ta cũng cho chút đỉnh. Dạ. Dạ. Em Úc vậy là cũng nhà, cho. Nhà cô ở kế đây luôn hả con? Nhà nó kế đó. Dạ. Hai cô chú chỉ thu thủi chứ có một mình thôi. Mình. À. Và chiếc xe lăn này là của thường thường là ai hả? Chú ngồi hả con? Thì đó ông bệnh hởm nó gần cháu nó xin cho cô đi cũng được, mà ông đi cũng được. Khi nào cô đi không nổi là cô đi xe lăn vậy đó. Xe lăn mình đâu đi qua xuồng được.
Không, xe lăn đâu có, xe lăn đi trên bờ không chứ đâu đi. Dạ, mình đâu có thể mình qua bên chợ bên kia. Lúc nào cô nhức quá là cô nghỉ bán đâu có đi được, à, nhất là cô muốn đi cái này kia là phải lên xe lăn đi. Dạ. Giờ nó nhức lắm con ơi, nó nhức lần chắc 4-5 cây gối. Chắc dạ. Ghê lên. Cái mùa lạnh này chắc đau nhất nhiều không nhất, con? À, mùa lạnh nhất dữ lắm chứ. Nhất ngủ không được, cái kia là trời ơi, nói thôi chết cho rồi, sống gì. Sống gì mà gì vậy? Ôi, dạ con thấy cái chú cái tay này bình thường không? À, hình như ông cũng tay biến nữa nè chơi. Hình như là cái tay này hơi yếu không không con? À, yếu hả? Dạ. Con thấy cái tay này như là yếu hơn tay bên này. Yếu mà ông muốn tay biến à, bị gì hẳn, nó ông cũng yếu, nó dở không lên á. Người bác sĩ kêu nó gán tập rồi đi chứ để người ta biến. Dạ đúng rồi. Còn chú xuất viện về vậy mình có uống thuốc gì thêm không con? Có thuốc uống thuốc nha. Thuốc thêm mình uống với bệnh viện cho. Dạ. Dạ hôm nay con đến nhà tìm hiểu của nhà cô chú ha. Thì hoàn cảnh của cô chú thì ai cũng bệnh hết, mà không có làm gì ra tiền nữa. Thỉnh thoảng cũng chỉ đi bán như vậy thôi. Không, nhưng hết mà bệnh dạ. Bớt bệnh thì đi bán. Cô thì bị cái chân như vậy là đi lại cũng khó khăn nữa. Dạ, và chú thì dạng như là bị gần như là bị tai biến rồi. Ừ. Dạ. Với lại cái này con đến đây để mà con giúp đỡ cho cô chú được một phần nào đó ha. Ừ. Để mà mình xây sở cuộc sống ha. Và mình có tiền mình trị bệnh hay là uống thuốc gì đó. Ừ. Dạ, ở đây con có số tiền này là 10 triệu ha. Đây là chích từ quỹ từ thiện của con, từ các nhà hảo tâm á, gửi để mà giúp đỡ cho cô chú ha. Dạ, để con trao có số tiền này cho cô chú, để con đếm lại từ từ. Dạ, 1 triệu nè. 2 3 4 5 6 7 8 9. Dạ, 10 triệu. Rồi, với con có thêm 2 chai dầu nữa. Đây con gửi cho cô chú ha. Ừ. Để cô chú dùng ha. Dạ. Vậy vậy con cảm ơn hai cháu ha. Dạ. Cảm ơn nhà hảo tâm. Dạ. Nhà quý ban người. Không, nhà cái này thiện. Không có quý ban. Không có quý ban. Dạ, cái này là không có liên quan tới quý ban hết. Dạ. Cái này là nhà hảo tâm. Nhà hảo tâm đúng rồi, mà tâm từ thiện. Ở trong nước và ngoài nước nữa con. Dạ. Bây giờ như vậy chứ quẻ con không phê cũng không đủ ông đâu con ơi. Dạ. Không dạ. Bệnh không đau, không gầy, cô phải mượn con nhiều lắm, dạ. Gì cũng trả thì hết rồi. Con hỗ trợ cho gia đình được bao nhiêu đó để mà dạ. Chú cũng có thể xây sở được một phần nào. Dạ. Dạ, ăn uống sinh hoạt hàng ngày đó, với thuốc thang, tiền này tiền kia rồi ha. Dạ. Dạ. Ở cô cái địa chỉ mình ở đây là ấp 3 phải không cô? Ấp 3. Ấp 3 xã Đốc Binh Kiều. À, ấp 3, và là gần cầu Kinh Năm. Ừ. Dạ. Dưới Kinh Năm lên đây có mấy cái nhà. Đúng rồi, dạ, qua sông bên bển là chợ Đốc Binh Kiều. À, cái đường này là đường gì cô? Đường nào? Đường mình nè, đường nhựa mình nè. Đường này cái sông này là sông Nguyễn Văn Tiếp nè. À, sông Nguyễn Văn Tiếp, kinh Nguyễn Văn Tiếp. À, dạ Nguyễn dạ. Văn Tiếp. Dạ rồi. Dạ có gì cô chú có số điện thoại gì không? Có. Dạ có gì cô chú cho con số điện thoại. Điện thoại đâu ta? À máy này phải không cô? À máy đó. Dạ để con nhắn qua con rồi có gì có nhà hảo tâm nào đó giúp đỡ thì liên hệ trực tiếp cô chú ha. Dạ. Để con lấy cái số điện thoại con qua. Rồi con có số rồi, dạ, ví dụ như có ai gì đó giúp đỡ cô chú á, thì đến đây liên hệ trực tiếp cô chú ha. Dạ. Dạ, thôi gì thôi, con xin phép, dạ, tụi con về ha. Dạ, cảm ơn hai cháu, dạ. Hai cháu dượng mình giỏi ha. Dạ, thôi cô chú giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Dạ, vậy thôi con về, dạ, thôi cô không chú không có chăm nước uống nữa. Dạ, không sao, tụi con về liền, dạ. Dạ. Rồi, dạ, con về luôn con, dạ. Cô đi đâu được nhanh đâu con? Không. Đi chậm. Từ bước mưa hay là gấp cỡ nào cũng đi từ dạ, dạ. Cho nó chạy luôn. Thôi về thôi tụi con về. À, dạ dạ. Chắc cô chú. À, con.